độ xe anh em ơi. Ford Ranger 2023 chuẩn bị lắp bộ Smart Key và cái hoạt tính năng ẩn. Bên này một chiếc Cerato 2018, xe này thì bên mình vừa tiến hành lắp đặt một bộ màn hình Android. Đó. Tiếp tục bên này là một chiếc Toyota Vios 2017. Xe này thì cũng đang tiến hành lắp đặt màn hình Android. Đó. Màn hình Android là một cái món đồ mà anh em không nên bỏ qua khi mà sử dụng xe ô tô nhé. Bởi vì là cái tính năng của màn hình Android nó rất là nhiều. Đấy. Ví dụ như là anh em cần tìm bản đồ hoặc là đi những cái cung đường xa cần thêm cảnh báo giao thông thì trên cái màn hình Android thì nó sẽ có hết rồi. Và thêm cái tính năng giải trí nữa. Thì anh em khi mà sử dụng xe ô tô anh em đỡ phải lôi cái điện thoại này ra, anh em đặt ở trên trên cái tablo kia thì nó rất mất tập trung. Nên là anh em sử dụng xe ô tô, một là anh em thay màn hình Android hoặc những cái dòng xe đời mới thì anh em có thể lắp đặt bộ Android Box anh em nhá.